nhớ mình không? Mình có hai bài đang ra, đó là bài Sao Kê. Trước đó có đăng mọi người chắc cũng có theo dõi, với lại cái bài là Cô Gái Ngon và Cô Sống Tính. Cao Minh Thu, thì em cũng được cái sự hỗ trợ của anh Cao Minh Thu nên em mời em làm một cái MV kiểu vậy để gửi đến cái sự vui đến khán giả. Rồi nói chung là cũng có nói gió kiểu vậy. Dạ. Em cũng xin giới thiệu với mọi người, em là Huỳnh Ngọc Tân Anh. Em hiện là giám đốc sản xuất của một cái hãng phim có tên là Ngọc Trung Anh Aroka. Em làm về những cái phim truyền hình nè, ở tất cả các đài. Rồi em nói chung là em cũng có nhiều dự định. Em chuẩn bị làm về một cái cuộc thi hoa hậu về doanh nhân, để ví dụ mà ai mà ví dụ mà muốn thi xong rồi ví dụ có giải á, xong rồi ra sẽ được đóng phim ở bên em nè. Rồi em có làm bờ show này thì em cũng là hùng với một người nữa chứ không phải là mình em nha. Đó thì bộ show thì em cũng gầy dựng lại trống đồng để có một cái lượng khán giả trở về lại trống đồng, tại lâu lắm rồi không có nghệ sĩ nè, ca sĩ nè, có những cái em làm chung với một người nữa. Chị cho em phỏng vấn nha, tại vì em thấy những cái video clip của chị mới đăng lên mới đây rất là hay, về cái nhạc sĩ Cao Minh Thu viết được chị hát. Cái bài đó chính là cái bài Sao Kê nè, rồi thêm một cái bài Cô Sáu Xấu Tính nè. Thì chị diễn đạt em thấy rất là ok, rất là xuất sắc luôn. Đó là chị thấy diễn như thế đó, là chị thấy trong cái vở diễn của chị á, chị thấy cái người cô mà chị diễn là cái vai con Sáu, chị thấy cái nhân vật đó như thế nào? Dạ, tại vì em thấy cái nhân vật khi mà nghe cái lời hát á thì em thấy đúng là sống tính được. Dạ, nên em cũng nhận lời em hát, nói chung là thấy cũng hay, nói chung là cũng dễ thương, nhưng mà mình cũng hát để mình cho ai đó nghe, hoặc là kiểu là cảm thấy mình soi xét lại mình làm đúng hay làm sai đó, để mình nhìn nhận lại đó, kiểu vậy. Thì cũng giống như anh Quách Tuấn Du hát cái bài Không Phải Của Mình, đúng không chị? Dạ. Nếu mà có tranh giành thì cũng vậy thôi, chứ cũng đâu có thuộc về mình. Dạ. Thì bên Huỳnh Ngọc Tâm Anh là mình là bầu show cả diễn viên luôn hay sao? Dạ đúng rồi, em tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh ra. Dạ em mà có lớn chung và bầu show. Cái bài Sao Kê là em thấy nó rất là ngắn nhưng mà nó rất là dễ thương, là cũng của nhạc sĩ Cao Minh Thu viết để chị hát luôn, đúng không? Thì chị có thể giới thiệu là cái bài hát đó trên cái kênh nào, chị giới thiệu đi để tụi em chia sẻ cho khán giả vô xem cái YouTube của chị. Rồi chị giới thiệu của em là Ngọc Trâm Anh Aroka. Em sẽ em sẽ chuẩn bị em ra thêm mấy bài nữa anh Cao Minh Thu viết. Cũng về cái đề tài này. Cũng là về cái đề tài mà giống như là những cái người mà không có đúng rồi xã hội, đúng không? Dạ đúng rồi, em mong là khán giả cũng sẽ ủng hộ và những cái điều xấu nó sẽ bớt đi, nó không còn ở trên đời này nữa. Cái này là do nhạc sĩ Cao Minh Thu viết. Dạ đúng rồi. Hay là do là chị đặt hàng? Dạ không ạ, anh Cao Minh Thu viết và em cảm thấy là thú vị, em cảm thấy là nó đúng với những suy nghĩ của mình, và cái đề tài này nó cũng khá thú vị á, nên em quyết tâm làm nó thôi để cho em hát. Và anh Cao Minh Thu rất là ok, và anh Cao Minh Thu nói là ví dụ muốn anh làm nữa thì em cứ hát, tại vì em chỉ rất là vui, cái mặt của em rất là vui. Kiểu là vậy. Thì chị nói lại cái kênh YouTube của chị đi cho khán giả toàn thể những anh em đây vô xem ha. Dạ kênh của em là Ngọc Trâm Anh Aroka. Ngọc Trâm Anh Aroka. Sắp tới thì em với lại chị Bích Trâm Anh Linh Tý sẽ mở một cái kịch dài, một cái sân khấu kịch dài có Hồng Loan nữa. Một cái sân khấu kịch dài có Hồng Loan nữa. Chị Bích Trâm mới gọi cho em, tại vì em có công ty thì chị Bích Trâm cũng muốn là hai chị em cùng nhau làm một cái chương trình như vậy đó. Thì làm một kịch dài luôn là có Hồng Loan, thì có lúc đó em sẽ mời mấy anh tới có gì review phụ để tụi em bán vé. Dạ. Vậy cái kịch dài có nói gì cái đề tài dính vô những cái người xấu xa mà xã hội chắc không? Cũng có tại chút chút. Tại xã hội mà phải có trong cái kịch cái đó, đúng không chị? Vậy là tới đây chị sẽ hợp tác cùng với Linh Tý Bích Trâm. Dạ đúng rồi. Tụi em đang kiếm sân khấu, nếu mà cảm thấy phù hợp là bắt đầu tụi em lên tiến hành luôn. Trong thời điểm này là tụi em đã có kịch bản có hết rồi, nhưng mà bây giờ chuẩn bị là đang tìm sân khấu thôi, phù hợp là bắt đầu làm. Thôi bây giờ thì mình có thể nói về cái nội dung của live show tối đêm nay đi. Cái này là nghĩ về cha, ý là hôm bữa là
dỗ của anh Linh thì và tụi em họp lại nghĩ là mình sẽ làm một cái show như thế này để thứ nhất là tưởng nhớ về về cố nghệ sĩ Vũ Linh, thứ hai là để cho Hồng Loan có cái cảm giác là giống như được đứng trên sân khấu, cảm giác là ta mình đang ở bên cạnh của mình đó, thì sẽ hát những cái bài về ba nè, rồi sẽ được đứng trên sân khấu giống như là mình được nói nhiều như vậy á, nên bởi tụi em mới nghĩ tới là sẽ mời Hồng Loan để với cái chương trình này. Chị có bao giờ mà tiếp xúc với chị Hồng Loan ngoài đời bây giờ chưa? À có chứ, bữa đám giỗ có tới, rồi cũng đám giỗ của anh Linh. Dạ, cũng có tới mà chỉ gọi trong thôi. Lên tới với dì hai mắm nước á. Dạ, chơi chơi chung với nhau thì có dẫn qua thì cũng ngồi trong một chút rồi lại đi. Mà lúc đó chắc là chưa, mọi người chưa biết em, tại em chưa biết chị. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, ngày gì lúc đó em không biết chị. Sau này là chị lên mấy cái bài đó thì tụi em rất là cảm kích. Nói chung là những nghệ sĩ thì người ta ưa sợ được né những cái mà như vậy. Dạ. Nhưng mà chị mượn được cái nghệ thuật để chị áp dụng trong ngoài xã hội. Và những cái xấu thì mình phải nên kẹp đi. Dạ. Thì nói chung là có một cái tính nhân văn trong đó. Dạ. Mình tiết lộ hôm nay chị Hồng Loan bao nhiêu tiết mục không chị? Dạ, 3 tiết mục. Dạ. Song ca đơn ca như anh chị? Có, song ca với anh Linh Tý. À, đơn ca. Với lại song ca với ai đó sao? Nhưng song ca với ai đó chị quên mất tiêu. Hai Vũ Lân không? Con hai Vũ Lân. Có hát bài chôm chôm đúng không? Bài chôm chôm với thêm một bài cha và con. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Nữa. Thì sau khi chị biết được chị Hồng Loan á, mình mời chị Hồng Loan á, mình có suy nghĩ đắn đo gì không chị? Cũng có chứ, cũng có, tại vì thứ nhất á, thật ra là Hồng Loan không phải là ca sĩ, cũng chưa có trải nghiệm nhiều trên sân khấu. Thì thật ra khi mà tụi em mà mời Hồng Loan rất là suy nghĩ luôn, không biết là Hồng Loan có thể mà đứng trên sân khấu và khán giả có nhìn nhận là một ca sĩ hay là nhìn nhận đây là con của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nên thật ra tụi em cũng rất là đắn đo, nhưng mà thật ra khi mà tụi em quyết định và khi mà đăng poster thì khán giả rất là yêu thích luôn, gọi đến và mua vé rất là nhiều. Nên em tụi em thật sự cảm thấy là cái điều mình quyết định là đúng. Dạ đúng rồi, tại vì mọi người rất là, nhất là cái drama này rất là kéo dài và khán giả rất là thích, và cái điều đúng lúc nào cũng sẽ chiến thắng thôi, đúng không cả nhà? Cái gì thuộc về mình là của mình, đúng không? Dạ. Cái gì là của mình sẽ là của mình. Dạ đúng rồi. Không phải của mình thì có tranh có giành cũng không được. Bây giờ chị hát nhẹ lại. Không nhớ nổi đâu. Tại vì em chỉ hát giống như ý là em hát chứ em không có thuộc, em không phải là đi hát. Dạ. Nên em chỉ cầm em hát thôi chứ thật ra em cũng không nhớ. Nhớ câu nào không? Nhớ câu nào? Cái chị là diễn nhiều không? Diễn không? Diễn nhiều không? Diễn nhiều không? Diễn nhiều cái MV nó sinh động á. Đúng rồi, chị diễn chị cắt cái nút rùi đó hả? Dạ đúng. À, con che đó không? Con che chỗ đây đó hả? Cắt cái nút rùi đó. Đúng rồi. Nói chung là Trâm Anh nhìn bên ngoài thấy rất là xinh hơn trong video nha. À, vậy trong video người ta quá trang ông ơi. Tao quá chàng cái dài đó có đút cùi sao xinh được. Đẹp rồi sao ngoài mới đẹp nè không? Dạ. Thì chuẩn bị đây em cũng làm một cái gọi là mấy hôm nay thì em đi trên đường em thấy có những người khiếm thị á, những người khiếm thị thì đi bán công tâm rất là nhiều, thì em có đi lại và em có nói chuyện với họ là em sẽ mở một cái massage khiếm thị, sắp tới là em sẽ mở một cái massage khiếm thị, em cũng nhờ mấy anh review, có nghĩa là mà nói về cuộc sống của họ khi mà bị hoặc là trước đó là cuộc sống như thế nào và sau khi thế nào, và em cũng nhờ các anh chị nghệ sĩ vô để thử massage, thứ nhất tạo công an việc làm cho họ, thứ hai nữa là em cũng muốn cho có chỗ ăn chỗ ở và em cũng muốn có doanh thu, nên thật sự là em sẽ làm một cái đó, em đang kiếm một cái mặt bằng ok nhất, thì có gì em nhờ mấy anh chị đến ủng hộ em, cảm ơn chị rất là nhiều, quay thế này thế kia để mời khán giả đến, mời mọi người đến nhất trí đó. Dạ em cảm ơn rất nhiều.